sáng ngày 5 tháng 1, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt phối hợp với Sở Công Thương Lâm Đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn OTA Nhật Bản, tổ chức hội thảo về hợp tác thành lập trung tâm giao dịch hoa tại Đà Lạt. Bà Huỳnh Thị Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Đà Lạt tham dự hội nghị cùng hơn 200 đại biểu, đại diện các ngành chức năng, các địa phương, các chuyên gia nghiên cứu ngành hoa và các doanh nghiệp nông hộ sản xuất hoa công nghệ cao tỉnh Lâm Đồng. Trung tâm giao dịch hoa dự kiến đặt tại khu vực trên đèo Mimosa, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 10 km, với tổng diện tích 16,6 ha, công suất thiết kế 2,5 triệu cành hoa cho ngày cao điểm. Khối lượng giao dịch dự báo khoảng 550 triệu cành hoa mỗi năm. Theo đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn OTA, đơn vị lớn nhất trong 122 chợ đấu giá hoa tại Nhật Bản, lớn thứ ba thế giới, thành lập trung tâm giao dịch hoa giúp hình thành đầu mối giao dịch tin cậy cho người trồng và người mua. Với giá cả minh bạch, công bằng, xử lý hoa sau thu hoạch được cải thiện, nâng cao giá trị cho hoa và quản lý chi phí hiệu quả. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những thuận lợi khó khăn trong thực hiện chuỗi giá trị ngành hoa Đà Lạt, nghiên cứu lai tạo, chọn lọc giống hoa mới, quản lý chất lượng hoa cắt cành, kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch và khuynh hướng tìm đầu ra cho sản phẩm. Đà Lạt và vùng phụ cận có lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên, khí hậu trong phát triển ngành hoa chất lượng cao. Trải qua gần 80 năm hình thành nghề trồng hoa, Đà Lạt đã trở thành vùng sản xuất hoa nổi tiếng cả nước và thế giới, với hàng trăm doanh nghiệp, nông hộ sản xuất hoa công nghệ cao, những làng hoa truyền thống. Theo nhiều chuyên gia, Đà Lạt được xem là trung tâm sản xuất hoa Việt Nam với 40% diện tích hoa cắt cành, 50% tổng sản lượng hoa cả nước, mỗi năm cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu 2,4 tỷ cành hoa các loại. Tuy nhiên, ngành hoa Đà Lạt vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc trong phát triển bền vững, như về tiếp cận nguồn vốn, diện tích sản xuất, trình độ kỹ thuật, đặc biệt là hoạt động công nghệ sau thu hoạch, công tác xúc tiến mở rộng thị trường, liên kết thương mại và việc xúc tiến thành lập trung tâm giao dịch hoa sẽ góp phần thực hiện tốt chuỗi giá trị ngành hoa bền vững. Chính vì vậy mà vào tháng 7 năm 2015, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Ngãi đã xây dựng và triển khai mô hình tổ phụ nữ chăm sóc bò lai sinh sản, nhà tập hợp chị em hỗ trợ vốn và kiến thức chăn nuôi, đảm bảo giống vật nuôi có chất lượng và đầu ra ổn.